Kính thưa quý vị, hôm nay một bạn ở trên Facebook tên là An Thanh Đặng gửi lên một cái video giới thiệu một linh mục đang làm lễ mà bị Chúa đem về thiên đàng rất là nhanh. Khi đang giảng chưa xong nữa thì cái chuyện này xảy ra hồi năm 1992 lận, nhưng mà lúc đó thì chúng ta cũng chưa có được có nhiều chưa có phổ biến nhiều cái mạng xã hội, thành ra chúng ta cũng chưa được thấy, thành ra cô ấy đăng lại. Linh mục có tên là Gaston Hurtubise, người ở Montreal, tỉnh Quebec, Canada. Ông ta bị Chúa gọi đột xuất về quê hương trên trời khi đang giảng bài giảng cuối cùng của ông. Cái hình này cũng quý vị thấy là ông đang giảng và quỳ xuống là vì ông được ghi hình trực tiếp, bởi vì ở đó là lúc đó là đại hội Congress ở Ottawa, Canada vào ngày 26 tháng 6 năm 1992. Tant que vous n'aurez pas eu cette grâce de comprendre jusqu'où le Seigneur nous aime, il faudra le demander à l'Esprit qui vienne prier en vous, interpeller sans cesse le Père pour qu'il vous accorde cette grâce de comprendre la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Thì cái lúc mà ông đang giảng tới cái câu Chúa sẵn sàng mở rộng trái tim với chúng ta để kết nối chúng ta với Ngài đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu, cảm ơn Chúa của chúng ta. Malgré nos péchés, malgré peut-être une vie de faiblesse, de misère, malgré tout cela, il nous dit encore un regard de notre part, un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci, Seigneur. Thế là ông quỳ xuống, theo quý vị thấy trong cái video này, và ngã xuống và ông chết luôn. Người ta có làm CPR để hồi sinh nhưng mà ông đi quyết chí đi luôn, không có ở lại nữa. Sau đây là một vài trường hợp khác. Linh mục đang làm lễ nửa chừng thì bị ngã xuống, bị ngã quỵ chết. Thật ra chắc có nhiều nhưng mà tôi tìm lại không được, bây giờ tìm lại một vài trường hợp để thôi. Cái này năm 2016 có một linh mục ở Pháp bị sát hại ở thánh đường công giáo ở thành phố Rouen, nước Pháp. Một linh mục bị cắt cổ. Thì khoảng 9:45 sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, hai tên khủng bố đã lẻn vào cửa sau thánh đường gần Rouen ở mạn Tây Bắc nước Pháp. Trong cuộc tấn công thì hai tên khủng bố dùng dao sát hại ông linh mục tên là Jacques Hamel, 86 tuổi, đang dâng lễ. Và cái tay súng đó làm bị thương một tín hữu khác. Lực lượng đặc biệt của Pháp đã bao vây và bắn chết hai tên khủng bố. Đấy, đấy, khái là phản ứng về sự kiện trên đây đó thì ông Linh Mục, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh ra thông báo nói rằng lại một tin khủng khiếp, thêm vào một loạt những vụ bạo hành trong những ngày này làm cho chúng ta kinh hoàng, xúc động, gây ra đau khổ vô biên và lo âu. Chúng tôi theo dõi tình hình và chờ thêm các thông tin để hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra. Thì nhân đây tôi cũng xin nhận xét là các anh hàng ngày nói là Chúa luôn luôn theo dõi và phù hộ
các con của Chúa. Nhưng mà không biết trường hợp này thì Chúa ở đâu, hoặc là phù hộ là khỏi bị mấy tay súng giết hại. Đây là ở Philippines năm 2018. Ông linh mục ở phía bắc Philippines thì ông bị chết sau khi làm lễ xong. Thì cái ông linh mục công giáo này bị bắn chết sau khi cử hành thánh lễ ở thị trấn Gatarang phía bắc Philippines thuộc tỉnh Cagayan vào ngày 29 tháng 4 năm 2018. Thì cảnh sát cho biết ông linh mục này tên là Mark Anthony Guaga Ventura, 37 tuổi, bị một tay súng đơn độc bắn hai phát. Vị linh mục đang ban phép lành cho các trẻ em tham dự thánh lễ. Trong khi nói chuyện với các thành viên của ca đoàn, thì một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đi mô tô đến gần ông. Linh mục Ventura bị thương do đạn bắn vào đầu và ngực và chết tại hiện trường. Vài phút sau vụ xả súng thì những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thi thể vô hồn của linh mục trên mặt đất gần bàn thờ. Ông linh mục Ventura được biết đến là người ủng hộ việc chống khai thác mỏ vì công việc của ngài với những người bộ lạc ở tỉnh Cagayan. Thì đại khái là ông vừa ban phép lành cho người ta thì ông bị cái thằng tay súng ông ban phép lành cho ông linh gặp Chúa. Đây là trường hợp của giám mục Bùi Văn Đọc năm 2018, ngày 7 tây tháng 3. Người ta cho rằng cái lúc này là cái hình này đó là cái lần cuối cùng người ta thấy được cái hình ảnh của giám mục Bùi Văn Đọc ở trong cái buổi gặp gỡ giáo hoàng Francis. Ông ấy đang đến hôn nhẫn giáo hoàng và giới thiệu I am the Archbishop of Ho Chi Minh City, tôi là tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngay chiều đó thì trong khi làm lễ ở nhà thờ St. Paul đó thì ông bị đột quỵ, ông ngã quỵ và ông chết. Còn đây là linh mục ở Los Angeles, California, tên là Adrian San Juan. Ông cũng đột ngột ngã gục ngay trên bàn thờ, gây thương tiếc cho nhiều người. Và thêm một trường hợp nữa là năm 2023, tức là mới đây thôi, vào tháng 2, thì một ông linh mục ở Việt Nam chết đang khi làm lễ. Ông đó là Phaolô Nguyễn Hoài Chương. Thì có lẽ cũng còn nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ là đem một vài cái thí dụ chứng minh rằng các linh mục đang ca ngợi Chúa, đang khen ngợi Chúa, đang làm việc cho Chúa, nhưng mà Chúa vẫn cất mấy ông đi ngang bữa lễ, không có nể nang gì cả. Giả mà hôm trước thì ở cái chuyện ở Công Tum ấy, mấy ông đang đọc lễ ở một cái nơi mà chưa có được cho phép đó, thì ủy ban xã gửi phái đoàn xuống mời mấy ông lên làm việc đó, thì mấy ông nói là phạm thánh. Thế mà bây giờ mấy ông Chúa đem mấy ông đang làm lễ như vậy, đem mấy ông đi giữa chừng như vậy, ông làm lễ chưa xong mà đem đi như vậy thì Chúa có phạm thánh không? Đây là một cái câu hỏi nghe thì là giống như là mai mỉa, nhưng mà thật ra thì cũng đặt lên câu hỏi cho quý vị. Ở trong cái đất nước của mình á, thì quý vị phải tôn trọng cái pháp luật trước. Thì khi mà được phép rồi đó, ai mà xâm phạm thì mới gọi là phạm thánh. Còn quý vị phạm pháp trước, quý vị vi phạm pháp luật trước, quý vị làm lễ những nơi không có được người ta cho phép, thì đừng có nói tới chuyện phạm thánh gì cả. Đó là cái thông điệp của chúng tôi. Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn quý vị vào dịp khác.